Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tiểu thuyết Ma Làng tập 11. Biết được kế hoạch của ớt ở làng Lộc, hắn bổ về chỗ anh Mánh. Họ gặp nhau ở quán Quỳnh Hương ngay bên bờ Tây Hồ lúc xế chiều. Họ không nhậu nhẹt mà to nhỏ bàn những việc rất hệ trọng. Một con cáo ở rừng già và một con tránh ranh ở đồi cỏ, hai con cùng bắt gà cả. Mánh bảo, tôi và chú gặp nhau như ý trời cả. Quả này thắng, tôi lợi 1, mà chú và thằng ất lợi 10. Anh nói thế nào ấy, lợi thì cùng lợi chứ, mà cái chính là từ chỗ anh, bọn đàn em có tí sái là hên rồi. Sái thế nào, làm việc này cái cửa mở ra là từ chỗ chú. Từ cái hôm ăn mừng ngôi nhà ấy, anh Mánh này mới bắt được mối quan hệ của ông Đà với chú. Tay này quyết đoán đến độc đoán, nhưng nó thông minh. Và chừng nào cũng nghĩ đến việc công đấy. Nhưng ngẫm cũng chẳng phải công bộc gì đâu. Cũng cuối đời rồi. Lão ta lợi dụng cơ chế, may ra kiếm được mẻ đậm. Nhưng hắn tính hơi sượng. Bò sữa là con sống quen phóng đãng, thảo nguyên mênh mông. Đưa về mình, nhất là ở cái vùng núi đá, chỗ có đồng cỏ, lại toàn là ruộng thụt. Mà liều, một lúc đưa về mấy ngàn con như thế, rất khó thực thi. Tao mà ngăn vụ này, không cấp dự án là lão ta bó tay ngay. Nhưng vì có mày, tao sẽ lựa. Mánh đổi cách xưng hô. Lựa, mà dự án được triển khai, anh cũng có màu to chứ. Thế tao mới làm. Cơ chế này là vậy. Nhưng không lõi thì cùng nhau đi đổi mũi bóc lịch. Chứ mày tưởng đùa hả? Nhưng thôi, việc ấy có rời lo. Tao dẫn vào vụ này không hẳn vì lão Đà đâu, mà vì anh em nhà chú là chính. Bởi tao cũng nợ với đất làng Lộc nhiều lắm. Mánh thở dài. Anh nợ làng Lộc gì ạ? Hắn ngơ ngác. Việc này lão Tổng biết kỹ. Còn thằng ất, nó chỉ lơ mơ thôi. Vì hồi ấy, nó còn trẻ con. Nhưng bây giờ gợi ra là nó biết. Chính vì thế, khi thấu điều kiện của mày và trời lại cho có mối quan hệ với lão Đà như thế, lão lại đang xúc tiến bằng được dự án này. Tao giúp. Giúp lão ấy là giúp mày. Lúc này, chúng mày phải nhạy. Mánh bỏ lừng giữa câu. Nhạy cái gì hả anh? Hắn lại hỏi. Chúng mày biết rồi, còn hỏi cái gì nữa? Thằng cha tượng giám đốc của chúng mày ấy. À, em nhớ ra rồi. Ông ấy cự lại việc đưa bò sữa về tỉnh, làm ông Đà em phật lòng. Nhưng làm sao anh biết? Chú mày toàn hỏi thừa. Chú mày muốn đi vững chắc là phải bám chỗ này. Phải nói với lão Đà, đừng hạ bệ lão tượng. Được vậy, lập tức lão tượng sẽ tin và phải dựa vào chú mày để ấn chỗ. Lão ấy sẽ đề nghị chú mày lên cái ghế phó ngay. Được cái ghế phó, cứ ngồi đó lái lão tượng, điều hành cái vụ đưa bò sữa về theo ý lão Đà. Sau đó mấy bữa, lão tượng về hưu, chả may còn ai. Làm thế chúng mày vừa giữ được tiếng, vừa không mất giá cho ông Đà. Anh quả là tiên sinh. Sinh với tử gì? Cũng là mẹo vặt trong thương trường chính trị thôi. Khi được cái giám đốc, lúc ấy chúng mày sẽ chủ động mọi thứ, và tiếp tục leo lên, càng leo lên cao. Tao và chú ất càng được nhờ. Mánh cười tủm. À, vâng, chú ất là một lẽ rồi, nhưng giúp gì được anh? Giúp được. Chức sắc tiền của thì chú mày không làm được cho anh Mánh, nhưng cái việc ở làng Lộc thì trong tầm tay. Mánh thở dài. Việc gì anh phải nói em mới tỏ. Việc này hơi khó nói. Thì chỉ có hai anh em mình. Đời tao tuy giàu có về tiền bạc, nhưng bất hạnh về con cái. Tao ở với mụ vợ được hai mặt con, một gái một trai. Nói như thời bây giờ là vô cùng lý tưởng. Ta cũng cảm thấy vậy, nên cứ mãi làm ăn để phục dịch vợ con. Đứa con gái lớn đi học ở nước ngoài, thằng con trai càng lớn càng thấy không phải của mình. Chuyện ấy lộ ra là từ ngày tao còn công cán ở cái ngân hàng Sơn Kim vùng Bâm Dương nhà chú mày ấy. Một hôm, tao về nhà đột xuất, lại khuya. Đến nhà tao thấy đèn vẫn lờ mờ, tự nhiên thấy nghi nghi. Tao đứng ngoài nghe, câu chuyện làm tao lặng điếng. Thằng đàn ông bảo, chúng mình nặng tình với nhau, nhưng giờ đã ghép mình với thằng Mánh, định mệnh thế rồi. Cứ mượn cái cửa nhà nó mà nuôi con, anh sẽ ngầm có trách nhiệm. Tao điếng người, nhưng tự lặng quay đầu đi luôn.
sau này mới biết thằng con trai là con một tay bự ở cơ quan cấp trên tao. Tao lờ đi. Và để được yên cái cửa ấy, lão ta tìm cách bồng bế tao lên. Và bây giờ được như thế này. Được như thế này tao mới thấy mình là một thằng hèn. Đau lắm. Thế là tao tính việc trả thù vợ. Nhưng khổ tao lại dây vào con xanh, vợ thằng Hai Vọt ở làng Lộc. Thằng Hai Vọt? Mày lạ gì thằng trai? Nếu để chuyện đó lộ, nó không xử lý như tao đâu. Vì nó là tay nông chi điền cổ hủ, lại yêu con xanh đến đau thương. Và lúc ấy tao cũng chẳng có cái gì để bồng bế nó như kiểu tay cấp trên của tao được. Mà chúng mày biết rồi, nông dân, việc hôn nhân đền thổ, nó sẽ bóp cổ thằng cu mạnh, lẳng xuống sông Lô ngay. Biết điều đó, tao và xanh đành thỏa thuận ngấm ngầm với nhau. Chiêu này cũng giống tựa lão cấp bự của tao. Nhưng xanh đông con, tao thả vào đấy bao tiền cho đủ. Thế là thằng Mạnh thất học, bây giờ vẫn lam lũ ở làng Lộc. Thời ông Tòng còn sống, anh em thẩm thụt cũng là để giúp tao gỡ cái mối này. Nhưng không ngờ, tao đành bấm bụng chịu. Bây giờ tuổi cao rồi, tiền bạc dư dật mà đếch đẻ được nữa. Gia tộc tao lại độc đinh, nên càng nghĩ đến thằng Mạnh, tao càng xót. Càng xót, tao lại càng phải sống. Càng sống, càng thương con xanh. Ngày ấy nó đẹp mê hồn. Giá mà tao không phải là một thằng hèn. Bây giờ chị ấy vẫn đẹp thế, mặc dù khó nhọc. Chắc là xanh luôn nghĩ đến anh Mánh mà. Cái đám đàn bà mà có niềm hy vọng là nó cứ hơ hớ ra. Mánh cười sằng sặc, nhưng hai tròng nước mắt lại chảy ràn rụa. Thấy Mánh buồn thật sự. Hắn bảo, tôi, ngày cũ thì đã qua, nhưng dấu tích còn đấy. Thì vì cái dấu tích cái anh Mánh mới phải lụy đến các chú. Mánh thở ra. Hắn định à lên, nhưng vốn là tay danh Mãnh, hắn khôn ngoan. Của cải mình giấu kỹ, ai biết được. Còn việc lấy lên dùng, chả cần vội vàng. Khi nào thật cần và phù hợp thì ta. Đúng, chú mày cũng là thằng có đầu óc và chín chắn đấy. Mánh khen. Hắn cười và vào thẳng chuyện. Thế là thằng cháu Mạnh của anh gặp thời vận rồi đấy. Nói anh nghe nha. Cái dự án nuôi bò sữa mà được thực thi ở Tiên Sáng, chắc chắn cái ghế phó sở kế hoạch sẽ đến tay chú lại này trong ngày 1, ngày 2. Còn từ đấy leo lên cao hơn. Sẵn đường anh Mánh vẽ rồi. Chú lại tính còn nhiều điều thú vị hơn. Ấy là khi bò sữa đưa về quá nhiều, cái trung tâm chăn nuôi hiện tại không đủ chứa, lại còn đầy những điều kiện để nuôi dưỡng chúng nữa. Lúc ấy ông Đà nhà em sẽ quýnh lên và sẽ bắt các huyện cùng gánh vác. Chắc chắn Sơn Thượng sẽ là đối tượng đầu tiên ông Đà gợi ý, vì Sơn Thượng có vùng Bâm Dương là đồi cỏ. Khi ông Đà gợi ý, anh biết đấy, con Lập chủ tịch huyện sẽ ngãng ra, vì Lập rất bản lĩnh. Lập ngãng ra tất sẽ bị ông Đà thay thế. Lúc đó sẽ có một thằng cha vô danh tiểu tốt ở đâu đó thuộc cánh hầu sẽ được ông Đà đưa về thay chỗ con Lập. Bò sữa cũng được dắt về Bâm Dương. Khi ấy, đám lão Tâm sẽ phản đối. Chỉ còn con Lúa là đứng ra. Lúc ấy ta sẽ hùa vào để thằng Ất thành nhân vật tích cực trong việc này. Con Lúa sẽ lên thay ông Thành. Và đương nhiên thằng Ất sẽ có vị trí. Mà con Lúa, anh biết không? Nó gọi chị Xanh bằng gì đấy? Rồi đất, thế thì Thánh phù đỡ anh Mánh rồi. Mánh kêu lên và chìa tay cho hắn nắm. Mánh bảo, đường hướng rõ rồi, chúng mày về Tiên Sáng, cứ thế mà triển khai. Vâng, cũng nói trước để anh tính. Ý chú lại là thế này. Hắn lưỡng lự, Mánh dục, nói tao nghe. Khi mà có bỏ sữa về Bâm Dương, mọi việc đã như ý vừa bàn, chú lại sẽ chỉ cho Ất đứng sau mụ bẹo tập hợp đám anh giỏ, mở thêm cái quán nổi dưới sông cho đám thợ thuyền cà phê, và gạ cô ló miếng đất, xây cái nhà nghỉ cho đám anh chị, liền đấy hùn vốn dựng cái trung tâm nuôi bò sữa, suối con Lúa đưa thằng Mạnh nhà mình làm giám đốc. Bò về nó sẽ phải sinh đẻ, con đực thì phải tiêu. Lúc ấy ta đồn ra quán bà bẹo, mấy con nhím của đám mưa nghiệp sẽ hạ giá và teo dần. Hay hay, chúng mình chia tay được rồi đấy. Lại về Tiên Sáng ngay, hay là em về ngay, mai còn có việc. Cứ thế nha, có gì thông tin qua máy. Ở trên trời có anh Mánh lo, giữa tầng mây chúng mày liệu, mặt đất sẽ là đám cây lúa và bầy dân đen. Mánh vỗ vai hắn rất thân tình, và họ chia tay nhau dưới hoàng hôn Tây Hồ, lúc ánh điện đang nhấp nhóe chiếm chỗ ánh trời. Hắn trở lại Tiên Sáng, lẫn vào đám người theo cái nếp sáng cắp ô đến công sở, chiều cắp ô về, với điệu cùng âm mỉ bao nhiêu toan tính trong cuộc đời lập lờ đen trắng này. Mọi thông tin truyền đến ông Đà và ngược lại hắn đều thông qua kênh của Điệu. Ông Đà ít gặp hắn, nhưng qua cô em, ông cảm thấy yên tâm vì bắt được thằng em rể cũng sắc bén, khôn ngoan, lại tận tụy với gia đình. Từ ngày lấy nó, con Điệu cũng dịu đi và có vẻ chăm chút đến nhà cửa cũng như công việc cơ quan. Không còn mè nheo, nay đòi chuyển cơ quan này, mai đòi đến cơ quan khác nữa. Đặc biệt không đòi ông tiền để đi rong chơi tỉnh này tỉnh khác.
Lẽ đó ông cũng tính sẽ ban thưởng cho hắn một bổng lộc để nó dễ bề cai quản vợ con. Nhưng ông vẫn còn phải lựa xem thời tiết chứ chưa bộc lộ với ai. Nắm được huyệt này và cũng để tránh cái tai nạn, lão Tượng giám đốc sở kế hoạch và đầu tư lập tức to nhỏ với tay trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Thế là mọi việc rất sập nhau. Hắn được bê lên cái ghế ấy. Ngồi vào ghế ấy, hắn điện ngay cho anh Mánh. Họ cùng cười sặc sụa với nhau trong máy. Anh Mánh bảo, thế là cái lối ta lập trình đã được mở cánh cửa để vào cánh cổng lớn rồi nha. Chú phải làm trọn bổn phận của một cấp phó. Phải xác định cấp phó là điếu đóm cho cấp trưởng. Nhất là trong điều kiện của chú mày càng cần thể hiện nổi bật vai trò điếu đóm. Để lão Tượng khoái và cũng tránh được cái tiếng mình cậy có bóng cây cao bóng cả và ngược lại. Hiểu chưa? Dạ em hiểu. Và họ lại cười sằng sặc với nhau qua điện thoại. Theo phương châm ấy, một mặt hắn rất mẫn cán với công việc để cho lão Tượng hài lòng và tin tưởng tuyệt đối vào hắn. Một mặt hắn cũng không bỏ sót một thông tin nào từ chỗ lão Tượng đến tai ông Đà. Đến đợt này hắn đã tự xác định được quyền lợi riêng của hắn trong cái khoản lợi lộc đồng thời ở cả vị thế thương trường chính trị mai sau. Hắn chắc cả ông Đà và lão Tượng dù có 10 mắt cũng không đọc ra được điều này. Hắn cười thầm và tin mọi điều sẽ đến với hắn khi đàn bò sữa được đưa về tiên sáng. Hắn thường đi bộ đến công sở, một phần vì quãng đường từ cái phố lở nhà hắn đến công sở cũng không xa, một phần từ hiện thực những ngày giang hồ đúc rút cho hắn kinh nghiệm này. Nhiều khi những ý nghĩ lạ đều nảy ra từ những cuộc đi bộ. Chiều nay khi cánh cửa các phòng làm việc khép hết, hắn mới bước ra khỏi phòng. Hắn lặng lẽ rảo qua ngã tư, lách vào con đường mới mở lượn quanh núi cò. Có cái gì tự nhiên cứ dạo rực trong lòng. Hắn ngửa mặt nhìn bầu trời, đã thấy ly nhi những vì sao hiện lên. Nhìn vào các vì sao, hắn như thấy đàn bò sữa đang nối đuôi nhau dắt về phố núi này. Bò sữa về sau cái hoan hỉ sẽ là bộn bề những công việc đổ lên phố núi. Ấy là việc lấy cái gì cho chúng ăn, chúng ở. Nhiều ý kiến sẽ ngãng ra. Khi ấy chắc ông Đà sẽ phải triệu tập cấp ủy để ra những nghị quyết tiếp theo để tự khẳng định việc đưa bò sữa về là đúng đắn và sẽ cải thiện được cơ bản đời sống cho dân. Nghị quyết sẽ được triển khai đến các cấp, các ngành trong toàn tỉnh. Lão Tượng ngồi ở vị trí này rất quan trọng với lão Đà. Nghĩ vậy hắn không về nhà mà tắt đường đến nhà lão Tượng ngay. Hắn vừa bấm tay vào cái chuông cửa, lão Tượng đã thò đầu ra. Thấy hắn giọng lão Tượng hồi hộp. Chú chưa về nhà hả? Có việc gì cần không? Việc thì chả có gì quan trọng nhưng mà mấy bữa em nghe nhà em to nhỏ về những băn khoăn của ông Đà. Băn khoăn gì cơ? Thấy nhà em bảo ông ấy mừng vì đã được dự án bò sữa. Nhưng lại rất lo số lượng đàn bò lấy về một lúc quá đông, trung tâm không đủ chứa thì triển khai mở rộng như thế nào. Ông ấy tưởng mất ăn mất ngủ để tính toán kế hoạch này đấy. Hắn im lặng, khẽ đáo mắt nhìn lão Tượng. Vẫn thấy lão Tượng ngồi im, hắn nói tiếp. Em đoán nếu tình hình ấy xảy ra, chắc chả có cách nào khác là giao bớt số lượng bò sữa về các huyện, mở những trung tâm nhỏ ở cấp huyện để giải quyết tình thế. Mà mở các trung tâm là phải có vốn, việc ấy anh phải chủ động đề đạt với ông Đạt trước. Thì đến ngựa ấy mình trả đề thì ông Đà cũng ra lệnh, lệnh của ông. Lão Tượng thở ra rồi dài dạc nói. Đất mình mà phải đưa bò sữa về các huyện ấy là có lỗi với dân, vì ta có đồi và đồng cỏ đâu. Huyện nào cũng núi đá rừng già, chỉ có thằng Sơn Thượng, Sơn Trung là có tí đồi, nhưng ruộng đồng thì chiêm khê mùa thối, người còn đói nữa là. Nhưng nếu bách qua anh vẫn phải đề đạt ý kiến của mình và chắc ông Đà sẽ cho anh là người năng động, hết lòng vì công việc chung. Đành thế nhưng mà cũng cứ để lúc bò nó về sẽ liệu sau. Cảm ơn chú. Chú rất chú đáo với anh Tượng đấy. Ở lại ăn cơm nhá. Thôi để khi khác. Em về, nhà em mới vỡ đê. Cháu nó mà oe oe lên thì... Nhỉ. Lão Tượng cười ha hả và nắm tay hắn cùng đi ra cổng. Chia tay lão Tượng, hắn cắm đầu đi một mạch. Về đến nhà, Điệu vẫn ngồi một mình bên cái bàn ăn. Thấy hắn, Điệu lễnh khễnh đứng dậy. Giọng Điệu nửa hờn nửa nũng. Từ ngày có chức, mình say chức hơn say em rồi. May mà có thằng cu, thi thoảng nó cứ nhìn em tết miệng cười, vui với nó, nên chả thèm nhớ mình. Khi ấy là nó gọi bố nó đấy. Hắn tinh quái. Đừng hòng nha, nó thương mẹ có một mình đấy. Vừa uốn éo Điệu vừa ngả vào hắn. Hắn bế Điệu nằm ngang lên lòng. Điệu khép mắt tí hí nhìn hắn. Cái môi cong tớn như cái vòm, vồng lên hàm răng vâu, non chẳng khác phù thủy. Hắn dùng người và tự hắn cũng không cắt nghĩa được. Tại sao hắn lại từng quằn quại với nàng trên đôi môi ấy? Hắn thấy chua xót nhưng nghĩ đến con sứt, hắn thấy thằng ớt còn tội nghiệp hơn. Vợ hắn cong môi vồ răng nhưng còn đẫy đà trắng trẻo, chứ không đến nỗi non như quỷ. Thằng ớt dai tơ thế nó còn chịu được, quan trọng gì, tắt đèn nhà ngói như nhà danh. Có thế mới thành nghiệp lớn, tiên còn có... Nghĩ vậy,
hắn tin cái phương án đưa bò sữa về Bâm Dương và dựng thằng Mạnh lên làm giám đốc trung tâm, bắt lão Tượng đổ tiền vào đấy là sẽ được thành hiện thực. Hắn thấy khoan khoái và bàn tay hắn cứ lần lần lên ngực Điệu. Điệu nằm im và khép mắt lại. Có lẽ lúc này Điệu cũng không biết được những toan tính trong đầu hắn. Vào một ngày tháng 3, cỏ xuân đang nở sắc rợn chân trời. Dân phố Tiên Sáng thấy dọc đường đầy xe cộ của các ông lớn hàng tỉnh lũ lượt đậu dọc hai ven đường vào phố. Có cả cảnh sát bảo vệ, chỉ khác là không có còi rú. Mọi người ngó ra thì thấy lũ lượt đàn bò sữa nối đuôi nhau đi ngược. Bò sữa về, nhiều người cũng ùa ra đường xem vì có người từ bé cũng chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy bò sữa. Và bò sữa về hàng đàn, dài như hàng sư đoàn bộ đội hành quân thế, ai mà chả thích xem. Khi đàn bò chạm chân vào đất Tiên Sáng, ông Đà đã chờ sẵn. Ông rối rít nắm tay mấy người đi đầu đàn bò, cười nói hề hà. Đám người bụng phệ, quần áo chỉnh tề cũng hùa theo, bung tay chém gió, rồi trò ngang trò dọc vào những con bò sữa, cùng một giọng tấm tắc. Ông Đà rất hài lòng. Thấy ông vui, đám người đi đón bò cũng rất hả dạ, vì họ biết mình là kẻ có công lớn trong nhiệm vụ đặc biệt này. Còn những người có tâm trạng như lão Tượng thì miệng cười như mếu. Bò sữa về, những việc tiếp theo là những gánh nặng đè lên các ngành, các cấp, nhất là ngành nông nghiệp. Nhiều người ngán mà không dám thở ra. Đến đận bò một phần thiếu cỏ, một phần không thích nghi được thời tiết, nhiều con lăn cành ra chết. Thế là công an, bộ đội phải bí mật đem chôn. Chôn vừa xong, thì dân đói phục moi lên lén lút đem đi mổ chén hoặc mang ra chợ bán. Chuyện do gì khắp nơi, thế là cứ mỗi vụ có bò sữa chết. Công an và bộ đội chôn xong phải san phẳng hố và đổ dầu đốt, đồng thời phải gác tịt suốt mấy ngày đêm. Chuyện cứ thế lan truyền khắp thiên hạ, ông Đà phải cấp tốc họp. Họp suốt ngày đêm để quán triệt sự thắng lợi bước đầu của công việc nuôi bò sữa. Ông ra lệnh tất cả các hệ thống thông tin tuyên truyền phải vào cuộc. Ông cho triệu tập những tay phóng viên có hạng của báo đài cấp cho phương tiện. Tiền tiêu chi chuyên tuyên truyền cho việc đàn bò sữa đang sinh trưởng và dồn hết sức lực của toàn tỉnh vào việc thu mua và gia tăng việc trồng cỏ để phục vụ đàn bò. Trên các tuyến đường tấp nập xe to, xe nhỏ chở cỏ. Cứ xe chở cỏ thì bất chấp công nông, xe bò, bất chấp đèn đỏ, đèn xanh, cứ tâng tâng trên đường về thẳng trung tâm. Mấy chú công an giao thông còn phải nép vào cho xe cỏ đi. Sướng thế, nhưng ông xế đang ế việc được dịp tung hoành. Chiến dịch cỏ kéo dài nhưng vẫn không đáp ứng đàn bò đông như kiến cỏ. Cứ để tình trạng này kéo dài, có lẽ cái trung tâm này ngạt thở. Tình thế, ông Đà lại triệu tập họp. Họp cuộc họp nào cũng im phắc, rồi những cánh tay thẳng của các thành viên đều giơ cao. Nhìn những cánh tay giơ cao, chính ông Đà lại thấy hoảng. Ông cứ gặng. Biết là ý chí của tập thể ban chấp hành rất cao trong quyết tâm nuôi bò, nhưng muốn hỏi những kế sách tốt hơn giúp cho thường trực thì không ai nói cả. Nhiều cuộc họp ông cứ gặng hỏi ý này, mãi mới thấy ông Tượng đứng dậy. Ông đĩnh đạc. Qua một thời gian đưa bò về trung tâm, tôi thấy anh chị em rất năng động và có nhiều cố gắng để khắc phục những hậu quả, những khó khăn để tạo điều kiện cho đàn bò thích nghi và phát triển tốt. Nhưng cứ kéo dài tình trạng, thời gian để bò ở một trung tâm thì không đủ sức vì nó phải sinh trưởng. Bò đẻ ra, chuồng trại không đẻ. Vậy để khắc phục tình trạng và cũng để giãn mật độ đàn bò, tôi đề nghị cần mở những trung tâm nhỏ xuống cơ sở. Tất nhiên là phải khảo sát kỹ xem vùng nào thì thích hợp. Thế theo anh, ông Đà hỏi. Ngập ngừng một lúc, ông Tượng mạnh dạn nói. Điều kiện thiên nhiên ở tỉnh ta, xem từ thực tại các huyện đều thấy khó phù hợp. Tính chi tiết tôi chỉ thấy có Sơn Tượng và Sơn Trung có thể triển khai được. Nhưng vốn, người phụ trách thì cũng phải tính toán. Nghĩa là hai vùng đó đưa bò về được. À vâng, đó là ý kiến chủ quan của cá nhân tôi. Giọng ông Tượng rõ ràng. Thôi được. Ông Đà gãi gãi mấy ngón tay lên trán rồi nói thêm. Việc địa bàn giao cho Sở Nông nghiệp phối hợp với bên khoa học nghiên cứu, báo cáo kết quả thật sớm. Còn vốn thì ở ngay túi của ông Tượng còn phải tìm đâu. Người ta sẽ tính, cả vùng Sơn Thượng chả nhẽ không chọn được một giám đốc à? Phương châm thế, ai nhất trí, ai không nhất trí, ai có ý kiến khác đề nghị nói luôn. Hội trường im phắc, ông Đà đĩnh đạc. Vậy ai nhất trí xin biểu quyết? Ông dứt lời, tất cả các cánh tay đều giơ thẳng. Ông lại hỏi, ai không nhất trí và ai có ý kiến khác? Không có ai. Ta thông nhất cao rồi nhá. Ông đập hai bàn tay vào nhau và cả hội trường cùng đập theo. Có mấy bố ngồi ở góc cuối hội trường, gù vào nhau.
bố thằng nào nói khác, và họ khúc khích cười. Phương án đưa bò về cơ sở được triển khai ngay, tức khắc có cuộc họp khẩn cấp giữa Thượng đình Tiên Sáng với Hạ đình Sơn Thượng. Hắn cũng được dự cuộc họp quan trọng này. Hắn biết việc gì sẽ đến, nhưng khi vào hội nghị, chính hắn cũng bất ngờ vì mọi việc lại quá thuận và đi đúng cái lập trình của hắn như thế. Khi ông đã quán triệt triển khai nhiệm vụ, toàn bộ hội nghị chỉ rộ lên một tí, rồi mọi ý kiến đều lựa chiều vào cổ vũ ông. Thấy tình hình thuận, ông đã rất phấn khởi và muốn để mọi việc được thật dân chủ khách quan. Ông khuyến khích mọi người nói thẳng nói thật. Bấy giờ, một cánh tay mới giơ cao, mọi người dồn mắt hồi hộp. Lập đứng dậy, giọng đĩnh đạc và gọn gàng. Việc đưa bò sữa về sân thượng, với tư cách là chủ tịch huyện, tôi thấy có mấy ý cụ thể như sau. Trước tiên tôi phản đối chủ trương này. Vì theo kiến thức sơ đẳng nhất về chăn nuôi, tôi thấy bò sữa không có khả năng sinh trưởng được ở vùng này. Thứ hai về nguồn lực là cả cơ sở vật chất cũng như trình độ để chăn thả đàn bò sữa sân thượng cũng không gánh nổi. Lý do dân sân thượng đã thuần được các vật nuôi, bây giờ ta ồ ạt đưa bò vào, họ khó chấp nhận. Ở sân thượng nếu ta vì đời sống của dân thì việc chú trọng là phải biết giữ những động vật đã thuần trong mỗi gia đình để tạo đà phát triển nó, đồng thời gây dựng đàn giòn đàn nhím. Huyện đã và đang thí điểm ở Bâm Dương, thấy kết quả ban đầu khá tốt, đề nghị. Thôi được rồi, đồng chí ngồi xuống đi. Ông đã biến sắc mặt, hai tay chém mạnh vào không khí. Ông dằn giọng hỏi thêm. Ngoài ý kiến của chủ tịch huyện, ai có ý kiến gì thêm? Hội trưởng im phắc, mãi mới thấy hắn giơ tay. Được ông đã chỉ định, hắn tập tọng ra điều vừa muốn phân trần cho Lập, vừa muốn khẳng định đường hướng của tỉnh là đúng. Hắn lái lại vài ý của Lập và gợi mở cái hướng đưa bò về Bâm Dương để Lập suy tính lại. Thấy ông đã gật đầu, hắn càng luyến thoáng hơn. Nghe không chịu được, Lập đứng dậy, nói thẳng. Nếu thế, để đồng chí lại về làm chủ tịch, tôi chịu. Nói xong Lập đứng dậy đi ra ngoài. Ông đã sầm mặt, nhưng giọng vẫn thản nhiên. Hoan nghênh sự thẳng thắn của đồng chí chủ tịch huyện. Hội nghị xin bảo lưu ý kiến của đồng chí để nghiên cứu. Bây giờ hội nghị nếu không ai có ý kiến khác, đề nghị chúng ta biểu quyết. Tất cả các cánh tay giơ cao. Ông đã kết luận hội nghị và nhấn mạnh vững chắc việc quyết tâm đưa bò sữa xuống sân thượng, lấy Bâm Dương làm trọng điểm. Kết luận xong, ông đập mạnh hai bàn tay vào nhau, hội trường cũng đập theo rầm rộ. Sau hội nghị ấy, Lập biết việc gì sẽ xảy ra, không cần phải để ban thường vụ họp hành mất việc, cô chủ động đưa đơn xin ra khỏi đảng và xin từ chức chủ tịch huyện. Việc thay Lập đã có sẵn trong dự tính của ông Đà, nên khi thấy tổ chức đưa cái đơn của Lập đến, ông chẳng tỏ thái độ gì. Nhưng khi lướt xem, ông lại giật mình, vì thấy có cả cái đơn xin ra khỏi đảng. Việc này sẽ đụng đến cấp trên, nhất là dân chúng. Tự nhiên mặt ông biến sắc. Trưởng ban tổ chức ngồi đuột rồi đứng dậy đi giật lùi. Ông nhìn theo mà cũng chẳng buồn nói thêm gì. Ngay ngày hôm sau, ông lặng lặng phóng xe đi sân thượng. Ông về đến nơi, cứ như có sự sắp đặt sẵn của trời đất, là vẫn mở cửa như người ngồi đợi một sự đang đến đã biết. Ông xách cặp bước thẳng vào. Lập cũng không ngờ ông lại thân tình chứ không căng thẳng. Uống xong chén nước, ông nhìn Lập nói từng câu thong thả, ông xưng anh với Lập. Anh nghĩ cô chỉ đeo ý kiến để anh vào hội nghị tham khảo. Ai nghĩ cô có những quyết định quá hồ đồ như vậy? Ai cách chức cô đâu mà cô phải từ? Lại xin ra cả đảng nữa. Không làm chủ tịch thì về tỉnh chứ. Đúng, anh nói rất đúng. Về tuổi đời em chỉ là cô em út của anh. Về công tác, em là cấp dưới phải hiểu cấp trên, phải biết tự trọng với tập thể. Khi mọi ý kiến đã đồng nhất mà mình không đồng thuận, có nghĩa là mình đã đi ngược lại ý kiến của tập thể. Mà đi ngược lại ý kiến của tập thể, theo quan điểm của ông Tòng ở Bâm Dương ngày xưa, thì là phản động chứ sao? Để tránh sự nặng nề ấy, em biết mình phải làm gì. Nhưng cô làm thế sẽ gây trong công chúng dư luận không hay về nội bộ. Mà đến lúc ấy tổ chức cũng không thiếu lý do để khép lỗi cô. Tốt nhất là cô nên tự rút đơn và chấp hành nghiêm điều lệ của đảng, của tổ chức. Thì em cũng đang chấp hành nghiêm điều lệ của đảng, của tổ chức nên mới có đơn tự nguyện. Em sinh ra từ đồng ruộng, đừng ngồi vào vị thế này, nỡ nào em lại quay mặt lại với đồng ruộng. Anh đừng dọa, nếu mọi việc anh cứ giải quyết đúng nguyện vọng của em thì sẽ chả có dư luận gì phức tạp trong dân chúng. Vì dân chúng hiểu em mà. Còn các anh dùng quyền lực khép tội em vì điều này, điều khác em cũng không chịu. Mà em không chịu thì sự ầm ĩ trong công chúng sẽ phức tạp hơn. Nó sẽ ảnh hưởng lớn đến việc đưa bò sữa của các anh về sân thượng đấy. Lập khẳng khái. Ông đã im lặng,
Ông nhìn Lập từ đầu đến chân rồi nói buông không. Là đàn bà con gái, mà cô như hòn đá ấy. Biết vậy đã. Vừa nói ông vừa xách cặp đứng dậy. Lập tiến chân ông ra đến tận cửa, nhưng họ không bắt tay nhau. Lúc ấy khoảng giờ ngọ, ngày Sửu năm Quý Mùi. Những ngày sau, ông lạnh lùng chỉ đạo cho tổ chức giải quyết nguyện vọng của Lập hợp tình hợp lý theo đơn, hạn chế tối đa dư luận trong công chúng. Trên cơ sở đó, ông lựa đưa người về thay Lập ở Sơn Thượng. Việc chọn người thay Lập ông có tham khảo qua ý kiến tổ chức và một số người thân cận, trong đó có hắn. Hắn không nói cụ thể ai, chỉ ý tứ. Việc lớn thế không phải là phạm vi của em. Nhưng đưa người về Sơn Thượng trong giai đoạn này theo em phải là lớp trẻ, nhất là ở chỗ đoàn thanh niên ấy. Chỉ có lớp trẻ họ mới dám cáng đáng việc đưa bò sữa về. Ông Đà thấy có lý và ông gợi ý bên tổ chức đưa bí thư đoàn thanh niên Lê Thúc về thay Lập. Lập chấp thuận nên mọi việc cũng êm và cái việc triển khai dự án đưa bò sữa về cơ sở cũng được từng bước triển khai. Thời cơ đã đến, hắn bám ý ông Đà và cứ thế điều hành Lão Tượng. Có điều nhiều việc Lão Tượng biết mà vẫn cứ phải làm theo, như cái máy Lão phải dồn ngân sách từ nguồn này sang nguồn kia để đưa về Sơn Thượng. Việc cứ rối bù lên. Bằng những kinh nghiệm qua nhiều năm công cán, Lão Tượng thấy cứ cố ngồi bo cái ghế này không những chả ăn nhầm gì mà không khéo còn mang vạ. Lão nhầm tính thấy tuổi đời đã cập, thế là Lão đệ đơn xin nghỉ theo chế độ 76. Nguyện vọng của Lão được chấp thuận ngay. Lão về, đương nhiên cái quyền ở chỗ sở đều rơi vào tay hắn. Hắn nhận bàn giao và bằng kinh nghiệm giang hồ, hắn không tính chuyện để kế vị ngay vị thế của Lão Tượng, mà hắn tính những việc cùng với Thúc, tân chủ tịch Sơn Thượng, mau chóng thành lập được cái cơ sở nuôi bò sữa ở Sơn Thượng. Có hắn ở bên, lại biết được những quan hệ của hắn với ông Đà, Thúc rất lạc quan, và việc gì cũng tham khảo ý kiến hắn. Hắn vẽ cho Thúc kế hoạch xây dựng trung tâm nuôi bò sữa của Sơn Thượng tại Làng Lộc, xã Bâm Dương. Thúc trình phương án lên tỉnh được ông Đà chấp thuận và đánh giá rất cao. Nắm được chủ trương này, hắn bí mật liên lạc với Ất và bày ra từng đường đi nước bước cho Ất khi dự án bò sữa được đưa về Bâm Dương. Ất mừng như kẻ trúng xổ số, nhưng vốn là tay hoạt lại danh mãnh. Ất thông qua miệng đám anh giỏ, bà bẹo, cô ló, loan toáng lên những thông tin mới này, rằng Làng Lộc Bâm Dương sẽ được tỉnh đầu tư cho hàng trăm hàng ngàn con bò sữa để chăn nuôi và mở to thêm các dịch vụ ẩm thực. Bà con ta tha hồ làm giàu, con cái chẳng phải lặn lội đi làm ở nơi đất khách quê người, mà vẫn giàu. Nay mai, sẽ có nhà máy chuyên làm sữa bò, tỉnh ta sẽ có thương hiệu là sữa cô gái tiên sáng. Tin tức cứ như sóng điện lan khắp làng xã, chẳng biết đâu mà lần. Nhưng tin tức cũng mới chỉ là tin tức, Bí thư Thành cũng chưa nhận được văn bản nào chỉ đạo cụ thể về việc này. Thành vẫn cùng với cấp ủy tích cực triển khai kế hoạch nâng cấp và phát triển đàn nhím của nhà mưa nghiệp. Kế hoạch này đã được cô Lập rất ủng hộ. Thành đang tính phải nâng cấp lên cấp dự án để trình với huyện đầu tư kinh phí để phát triển đàn nhím. Kế hoạch đang được xây dựng thì đùng một cái, Thành nhận được thông báo chữ ký của chủ tịch mới Lê Thúc. Thành cũng không hiểu đầu cua tay nheo ra sao cả. Thúc về, Lập sẽ chuyển đi đâu? Làm to hơn nữa sao? Việc này cũng chẳng quan trọng lắm. Nhưng Lê Thúc là người như thế nào? Liệu có tiếp tục chỉ đạo được Bâm Dương đúng hướng? Mấy bữa nay, lại cứ thấy đám anh giỏ toang toác, xã sắp được đầu tư cái này, cái khác. Thời buổi kinh tế mở, thời tiết chính trị cũng lúc mưa, lúc nắng. Thành không bao giờ mất lòng tin, nhưng trong điều kiện thực tế, nhiều lúc Thành cũng thoáng nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Thành cứ ngồi lặng trong phòng làm việc mãi đến lúc đàn chim líu điếu bay về táo tác tìm chỗ ngủ ở mấy bụi tre ven trầm sau. Thành mới biết trời đã tối. Thành khép cửa dòng xe từ từ trên đê. Đến gần dốc chùa, nhìn sang cái quán bà bẹo, đã thấy lố nhố người vào kẻ ra ăn tối. Thành tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn. Về đến nhà, vợ con đã bày mâm cơm chờ sẵn. Thấy Thành tâm trạng khăng khác, vợ Thành ngọt ngào. Anh rửa tay, để ăn cơm, cho các con nó còn học bài. Thành chẳng nói gì, khẽ xoa tay vào cái khăn, rồi ngồi xuống mâm. Thành rót đầy chén rượu uống ngực một hơi rồi lại rót tiếp. Nhìn Thành uống rượu, vợ Thành lại nhớ cái đợt anh to tiếng với ông Hò, thời còn hợp tác xã. Vợ Thành lựa lời. Ngoài trụ sở, có gì mắc mà bố thằng Thề uống nhiều như vậy? Thành ngẩn người nhìn vợ con rồi ân cần. Không có gì đâu, tôi mệt uống vài chén cho nó dễ ăn cơm.
Bố có tuổi rồi, cố làm gì nữa. Đợt này đại hội bố xin nghỉ đi. Nghỉ con giúp mẹ cho chúng con học hành. Ngày nào bố cũng ở ngoài trụ sở, mẹ vất lắm. Thằng Thế chân thật. Cái Thanh cũng hùa theo. Đúng, bố nghỉ là phải rồi. Bố cứ cố làm bí thư nữa, mẹ sẽ thành bà ô xin, phục vụ bố con mình mãi à? Làm to như cô Lập mà còn nghỉ nữa là... Ai bảo con là cô Lập nghỉ? Bố làm bí thư mà cứ như người trên trời. Người ta nói ầm hai bên sông, cô Lập xin nghỉ chức chủ tịch, bây giờ mở cái lò ấp trứng vịt lộn to đùng ngay đầu cầu phố huyện. Mày chỉ bắt chó nghe hơi, tháng trước tao còn họp trên huyện. Mấy ngày đã lạc hậu chứ chưa nói đến hàng tháng bố ạ. Lúc chiều con sang nhà thằng L mượn quyển sách hướng dẫn ôn thi đại học, đi qua quán bà Bẹo, thấy mấy người ăn quán nói thế, có cả bác Giỏ cô Ló ở đấy nhé. Bác Giỏ còn vằn mắt bảo mấy người kia là nói láo. Sợ chuyện trẻ con ra người lớn, Thành ân cần. Ờ, thôi, cả nhà ăn cơm đi. Và anh chan nước rau muống luộc vào bát, ăn như nuốt chừng. Ăn xong, Thành ra ngồi một mình ở tràng kỳ, lòng tự nhiên hờ hững. Những điều cái Thanh con gái anh vừa nói là thật, vì cái quyết định Lê Thúc thay Lập đã gửi về các xã. Còn cái việc Lập mở cửa hàng dịch vụ ở đầu cầu, sao lại có chuyện ấy? Chả nhẽ Lập lại vướng gì vụ tiêu cực? Không, con người như Lập không thể thoái hóa biến chất nhanh như thế được. Cái vụ mía đường đâu phải độc đoán từ nó. Chủ trương thế, mình đồng ý, cô Lúa triển khai thực hiện. Cái phần mềm của thời cơ chế nó vậy, chứ có ai chủ đích. Có điều khi công việc triển khai, mọi việc còn là vạn sự khởi đầu nan. Nó xảy ra những tồn tại như vậy, chứ đâu phải Lập là người ngoảnh mặt lại với quê nhà. Lập trưởng thành từ một cô gái quê mùa với sự từng trải và còn được chứng kiến cơn bão lốc làng Lộc. Cụ thể là nỗi oan khuất của bà Lâm. Lập thấu nỗi quê nhà lắm chứ. Lập không thể hư hỏng. Nhưng tại sao? Tại sao Lập lại nghỉ nhanh thế? Đúng là trên cao và ở giữa các tầng mây bây giờ đã bị khói trời bốc lên lộng lẫy nên cũng khó hiểu thật. Ngồi dưới mặt đất này ngày nắng đêm mưa chỉ biết trần lưng ra mà chịu. Đời sống của làng xã thì vẫn còn lồn nhồn những khó khăn. Con đường đi lên để thoát khỏi đói nghèo của các miền quê còn manh mún và đầy lệ thuộc. Như ở làng Lộc Bâm Dương này, tất cả còn là mò mẫm. Trong lúc đang mò mẫm thế này, mà khói trời cứ lộng lẫy bốn phương, cuộn vào. Cơn lốc thị trường cứ ùn ùn vào làng xã. Nào là lấy đất canh tác làm nhà máy này, nhà máy khác. Nào là hàng quán chợ búa bay ra tận cổng các gia đình. Nào là đưa người đi Tây đi tàu để làm thuê làm giàu. Nào là liên doanh liên kết với công ty này công ty khác để tạo việc làm cho dân. Cuối cùng, toàn là công ty ma, liên doanh quỷ cả. Khi họ bốc được lộc của dự án bò túi chia nhau, thì người dân lại trơ ra đấy, lại quay về với thửa ruộng bạc màu, thậm chí đã nhiều năm bỏ hoang hóa. Trong khi đó, cái nên làm thì chẳng tập trung làm. Ví như ở làng Lộc này, cái việc thâm canh tăng vụ và phát huy thế mạnh rừng đồi sông ngòi để tạo của cải thì chả ai mấy bỏ tâm. Cứ thấy cái lợi như miếng mỡ nổi là trâu vào, khó thật. Giữ quyền bí thư từ sau thời bão làng Lộc đến giờ, nói thành tích thì nhiều, nhưng đấy cũng chỉ là thành tích. Còn đời sống của dân, cơ bản mới chỉ bươn ra được khỏi bữa cơm độn khoai, độn sắn. Cứ ngồi ôm cái ghế bí thư mãi thế này cũng có lỗi với dân làng lắm chứ. Thành đang suy nghĩ miên man thì Ất lù đù đến. Thấy Thành trầm ngâm, Ất rón rén. Hình như bác Thành mệt. Chú Ất à? Ngồi đây, mình hơi nhức đầu một tí. Nói rồi, Thành rót nước mời Ất. Cầm chén nước mân mê, Ất nói. Tưởng bác khỏe, đi với em ra quán bà Bẹo làm cút cho nó khoái. Và cũng có chuyện muốn tâm sự với bác. Thì ngồi đây uống trà, có gì tâm sự càng đầm chứ sao. Từ ngày chú trở lại công tác cũng làm được nhiều việc tốt đấy. Nhất là cái hệ thống truyền thanh, đỡ bao nhiêu thời gian cho làng xã. Là cái việc trùng tu được ngôi đền Vạn Thọ, các cụ khen lắm. Và đấy cũng là một việc làm tốt để dân mình có tín ngưỡng. Dân có tín ngưỡng tốt thì việc tuyên truyền giáo dục cách tốt nó cũng thuận. Làm được việc này là do có sự lãnh đạo của các bác. Chú Ất chỉ là người giúp việc. Nhưng người giúp việc phải năng động thì mới thành. Chú Ất cảm ơn bác đã khen ngợi. Mình nói sự thật chứ có khen chê gì. Thấy Thành đổi giọng tâm tình, Ất lựa thế chuyển câu chuyện vào chủ đề chính. Giọng Ất khẽ thẽ thọt. Hôm xưa anh lại về. Vào em uống nước. Chả biết anh ấy nói thật hay chỉ là buông tin. Nói gì cơ. Anh ấy bảo, tới đây, tỉnh sẽ đưa hàng ngàn con bò sữa về nuôi và sẽ xây dựng nhà máy sữa bò lấy tên cô gái tiên sáng để đổi mới cơ cấu vật nuôi trên địa bàn toàn tỉnh.
Thế giới làm ăn lớn, đưa tỉnh ta thành một tỉnh có nền công nghiệp trẻ và nền nông nghiệp hiện đại, lấy việc chăn nuôi làm cơ sở hàng đầu. Nghe bảo tỉnh sẽ chọn Sơn Thượng làm điểm và lấy làng Lộc Bâm Dương mình làm trung tâm. Lại đó nói thế à? Vâng. Ất đảo mắt, để ý sắc mặt của Thành. Thấy Thành vẫn thản nhiên, Ất nói thêm. Bây giờ ông lại có chân ở tỉnh rồi, về gì xã nhà nữa? Nghe bảo đi làm phó sở rồi mà. Chú Ất cũng nghe nói thế nhưng không dám hỏi, biết lão ấy đi mà bùng luôn. Ngày ấy ra các bác cứ bố trí việc ở nhà, đừng cử anh ấy đi học. Chú mày nghĩ thế là sai rồi. Việc đi học là trong quy hoạch, còn đi mà phát triển được thì có lợi chứ có hại gì. Như cô Lập làng mình, chả tự hào à? À đấy, nhân bác nói đến chị Lập, em hỏi bác xem có phải... Phải cái gì cơ? Lúc ngoài quán bà Bèo em thấy đám nợ bảo chị Lập bị cách chức chủ tịch huyện đều đi làm chuyên viên ở trên sở, nhưng chị ấy bỏ về, mở lò ấp trứng vịt lộn ở ngay phố đầu cầu. Thấy anh giỏ văn mắt bảo nói láo. Việc nghỉ chủ tịch là có thật. Mình nhận được thông báo chữ ký của chủ tịch mới rồi. Còn làm gì thì chưa rõ. Thôi, đấy là việc của cấp trên. Mình biết thế, đừng làm ồn lên. Vâng. Ất ngồi tư liệu một lúc rồi lái câu chuyện theo ý Thành. Bác nói thế, em biết thế. Việc của trên rồi ai cũng tỏ. Chắc chắn chị Lập không phải là người xấu đâu. Hôm về chị còn bảo em, cậu đừng vương vấn chuyện đã qua nhiều. Bây giờ được giao việc gì thì cứ làm cho tốt. Cậu gắng phối hợp với cánh anh giỏ nhà nghiệp, xây dựng cái quán bà Bẹo là có thu nhập cho liên nhà và còn góp phần tăng thu nhập cho ngân sách của xã đấy. Tôi sẽ ủng hộ. Tính toán mãi, chú Ất cũng vừa nghĩ được cái phương án vừa trình với cô Lúa là sẽ làm cái nhà nổi để mở thêm khu vực hàng quán của bà Bẹo để cho khách giải khát khi ăn uống xong. Liền đấy sẽ thỏa thuận với cô đó đấu thầu mảnh đất cô ấy đang cho nhà chú Ất nhờ bán hàng để làm cái nhà nghỉ thì... Thì cứ làm chứ sao? Chú làm được việc ấy vừa lợi cho mình vừa giúp được cho đám trẻ nhần nhần trong xóm cũi xóm cò có việc làm. Chúng đỡ phải đi nhặt đồ nhựa và bới sắt vụn ở bãi cát trên sông Lô. Khổ, biết bao giờ mấy chục nóc nhà trong ấy mới thoát được đói. Xã cũng tính toán mỏi mà chưa tìm được ra cách tháo gỡ. Chú cứ bàn kỹ với cô Lúa đi, mai kia họp sẽ quyết. Vâng, trong đầu Ất lại bật lên cái lập trình từ phương kế của Lại. Nhưng để triển khai việc này được nhanh chóng, trước khi có dự án bò sữa đưa về phải bám chắc Lúa. Nếu cần phong bao dày cho Lúa, cho Thành, cho Lão Tâm cũng không tiếc. Làm được cái nhà nổi để bán cà phê và là cái chỗ nghỉ ngơi sạch, tức rau sạch, các quan rời về kiểm tra kiểm toán, sẽ phải la đà vào đó. La đà vào đó mà đã ngà ngà rượu thì tội gì trà cơm no bỏ cưỡi. Khi các bố đã cơm no bỏ cưỡi mà cánh Lão Thành ngơi, con Lúa lên làm bí thư thì cái chức thừa tướng ở xã này chạy đi đâu được. Khi ấy thằng Ất này, rời đất ạ, Ất suýt reo lên nhưng bộ thần kinh hức chế cũng rất nhạy. Ất biết đang ngồi trước Thành, Ất vội xoa hai bàn tay và xin phép Thành ra về. Trăng đêm 19 cũng bắt đầu nhòe lên chân núi Trâm. Ánh trăng vàng nhòe trong lấp lánh ánh điện làm cho bức tranh làng thêm huyền ảo. Ất đi từng bước thong thả đến chỗ dốc bãi lũng, nơi con hổ mang nhộp vào chân Lão Tòng ngày xưa, làm tóc gáy Ất dựng ngược. Ất bấm năm đầu ngón chân nhìn lơ láo bốn phía. Dưới điện và trăng, cái đám đất khoảng vài mẫu lụt xuống, thung lũng, chỗ giao nhau, giữa gò vai và chân núi Trâm rộng đến vài mẫu. Khu đất này vẫn để dành cho các cụ bảo thọ giữ để trông nom mấy cây lưu niên gây quỹ hàng năm. Khoảng đất này, tự nhiên Ất nghĩ ra khi có dự án bò sữa về, Ất sẽ xui Lúa thanh lý để làm trung tâm trại bò sữa. Đúng, rất đúng. Ất cười thầm một mình, mắt vẫn đảo nhìn lơ láo bốn phía. Tự nhiên bên tai Ất cũng có tiếng lào xào vọng cùng trong tiếng gió. Đúng, đúng, rất đúng. Tiếng rời hay tiếng ông Tòng bố mình nhỉ? Ất lơ láo, nhưng bốn bề vẫn im mặt. Ất tự nhủ. Như vậy rời đất chắc phù. Bỏ sữa về có được khoảnh đất ấy làm trung tâm nuôi dắt chắc chắn các ông lớn có chủ trương sẽ rất khen mình. Và Lão Mánh càng phải nể. Nghĩ vậy Ất cắm đầu đi. Về đến nhà, vợ con đã lên giường. Ất mở tủ bóc chai rượu rôn Lão Lại mới gửi cho, còn nguyên đai nguyên kiện, rất đầy một ly, ngồi lặng nhâm nhi. Rượu vào, cái đầu như được khai minh hơn. Ất lấy di động gọi cho Lại. Không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Ất cười sằng sặc rồi nói. Kế hoạch anh bày đang được từng bước triển khai thuận, rất thuận. Ngoài việc đã tính từ chỗ quán bà Bẹo đến cái nhà của cô Ló, em còn phát hiện ra cái khoảnh đất chỗ vườn cây của các cụ bảo thọ. Chỗ ấy khi có dự án bò sữa về sẽ biến thành trung tâm nuôi dắt. Tốt, rất tốt. Mọi việc phải thận trọng và khẩn trương. Vâng, vâng. Nhưng khi nào thì trên đưa bò sữa về Sơn Thượng?
Việc ấy chú khỏi lo, cứ triển khai những việc đã tính ở làng xã đã. À, chú có còn nhớ ông Mánh không? Sao chả nhớ? Ất còn biết nhiều chuyện riêng chung của ông ta kia. Thế thì tốt, tắt máy để ông ta gọi lại nha. Vâng, Ất hồi hộp. Một lúc chuông lại đổ, Ất bấm máy nghe. Từ đầu bên kia, giọng nói vang như chuông đồng. Phải chú Ất không? À dạ phải, anh Mánh đây. À vâng, chào anh Mánh. Đúng lẽ thằng Ất này phải gọi anh bằng chú vì anh Mánh là bạn vong niêm của bố Ất mà. Chuyện gia đình là thế, bây giờ cứ gọi anh cho nó trẻ. Vâng, anh Mánh có khỏe không? Rất khỏe. Nghe tin chú mày, anh Mánh mừng lắm. Vì sau vụ tai nạn anh Mánh có đảo đại làng Lộc một đôi lần. Nhưng đợt ấy chú mày bệnh, hỏi gì cũng nhe răng cười, anh Mánh buồn mãi. Bây giờ ổn rồi, mọi việc đâu vào đấy, làng xã nó thế mà anh. Ờ, cố gắng lên nha. Mọi việc lại nó thông tin anh Mánh nắm được cả rồi. Anh Mánh muốn hỏi Ất một việc. Mánh ngần ngừ. Việc gì anh Mánh cứ nói. Ất dục. Từ đầu máy bên kia, giọng Mánh đổ buồn. Ất có ai lên Lộc Thượng không? À dạ có. Thế có ai gặp chị Xanh? À, em đến đó luôn, vì em làm ăn với thằng Mạnh mà. Làm cái gì? Thì em có ít hàng điện tử như là đài, đèn pin, chảo tivi. Thấy nó tháo vát, nhà lại thiếu, em giao cho nó vào các vùng dân tộc, bán kiếm tí lời. Thế cô Xanh chứ gì? Ờ. Cô ấy vất vả, nhưng từ ngày lão hai vọt bị bệnh não làm liệt, cô ấy vất một tí nhưng được tự do. Nên bây giờ béo còn đẹp hơn thời con gái. Ờ, anh Mánh cảm ơn chú. Ta tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Vâng ạ, rất mong anh Mánh trở lại làng Lộc. Thằng Ất này bao đặc sản tại quán Thủy Lâm của bà Bẹo nha. Ok. Họ cùng cúp máy. Ất cười khùng khục và nói một mình. Lão Mánh hỏi chị Xanh. Chết với bố mày rồi. Thảo nào lão lại gợi ý đưa thằng Mạnh làm phó giám đốc trung tâm khi có bò sữa về Sơn Thượng. Bố dáng say rượu à? Mà cười một mình. Khuya rồi, còn gì nữa? Từ trong phòng sứt nói vọng ra. Ất giật mình ngộ ra, đang ở nhà. Ất lặng lặng tắt đèn và rón rén đến giường, nằm úp thìa vào sứt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của Ma Làng. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 12. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.